Xin chào các bạn, thưa các bạn, Hang Audio đang ở trong không gian trình diễn hệ thống âm thanh P360 vào ngày 23 đến 24, 25 tháng 9. Hôm nay là ngày cuối cùng. Chúng tôi có mời và hẹn được ca sĩ Phương Anh đến để cùng trao đổi giao lưu với chúng tôi về cái đĩa nhạc Một Cõi Tình File của Phương Anh. Thưa các bạn rằng là đĩa Một Cõi Tình File của Phương Anh được Hang Audio sử dụng rất nhiều để test những cái hệ thống âm thanh, và đặc biệt trong cái hệ thống âm thanh T360 này, chúng tôi đã test và cùng nghe những cái bản nhạc trong cái đĩa này cùng Phương Anh. Và thông qua cái video này thì Hang Audio muốn cảm ơn Phương Anh đã đến để nghe nhạc cũng là tham gia để làm cái video này. Em có thể nói chuyện với khán giả. Cảm ơn anh Khang. Cảm ơn tất cả các anh, các chị và các bạn đang xem kênh của anh Khang. Hôm nay được là may, anh rất là may mắn được anh Khang giới thiệu cho hệ thống âm thanh, mà lại được ưu ái là cái đĩa của Phương Anh lại được anh Khang test trên dàn của anh Khang. Phương Anh thì là một ca sĩ thôi, nhưng mà nếu nói về âm thanh thì Phương Anh không thể bằng anh Khang được. Và hôm nay Phương Anh cũng mong là anh Khang cũng là người ngoài cái việc mà chia sẻ với khán giả, lại chia sẻ với em để em biết hơn nhiều về âm thanh. Thưa các bạn, là hôm qua tôi mời Phương Anh nghe, nhưng mà khi mà tôi chia sẻ với Phương Anh rằng là hệ thống âm thanh này được Khang Audio độ và làm đến 80% trừ có thiết bị đầu đọc thôi, thì Phương Anh có nói là anh đã đánh đổ được em. Thế thì chính vì cái lý do đó mà hôm nay nói để mời Phương Anh đến. Và cũng nhân tiện ở cái video này thì cũng chia sẻ với cộng đồng chơi rằng là Phương Anh cùng với các ekip biên tập cái đĩa nhạc Một Cõi Tình File 1, Một Cõi Tình File 2 do Trung Tâm Audio Space phát hành, thì phải nói rằng là được rất là nhiều cộng đồng chơi audio mua và trải nghiệm sử dụng. Bởi vì cái chất lượng ghi âm cũng như là nội dung các bài hát, cũng như là cách thể hiện của các bài hát trong cái đĩa nhạc này rất là hay. Cảm ơn Phương Anh và hy vọng là mình sẽ cùng với Phương Anh để nghe tất cả các bài trong Cõi Tình File 1 đã có 9 bài thôi. Thật ra là mỗi một bài thì đối với em nó đã là một cái ký ức riêng. Bài nào em cũng thích.
khóc cho vơi đi những nhục hình, nói cho quên đi những tội tình. Đời con gái cũng cần dĩ vãng, mà em tôi chỉ còn tương lai. Mai về sau nước mắt có cạn, khi xa đời thương cho đàn con. Chiều người quên có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa lời nói trên môi. Ngày xưa có còn được năm đêm cho em giây phút mặn nồng, giữ cho em mái tóc bằng. Lời nói sẽ còn mãi đây, chuyện mai sau xin gửi trên tay. Lời anh nói sẽ còn mãi đây. Chuyện mai sau xin gửi trên tay. Vâng, thưa các bạn, trên đây là video, một cái video nhỏ chia sẻ cái cuộc giao lưu giữa Khang Audio với Phương Anh, tác giả, ca sĩ hát đĩa nhạc và có tình file. Và thông qua cái đĩa nhạc này thì chúng tôi cũng muốn gửi gắm đến cộng đồng chơi audio, hãy ủng hộ những cái đĩa nhạc chính gốc bản quyền của các ca sĩ được ghi âm, và những cái đĩa nhạc mà Khang Audio giới thiệu trên kênh YouTube của Khang Audio, dòng nhạc acoustic do Trung tâm Audio Space sản xuất, là thực sự chúng tôi rất là tin tưởng về chất lượng âm thanh, nội dung chương trình cũng như là kỹ thuật trình diễn của các ca sĩ. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và nhớ ủng hộ, đăng ký kênh, like và nhớ mua đĩa nhạc bản gốc của Phương Anh các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.